Phản ứng của Nole với trọng tài Ronald Lichtenstein đến ở điểm quan trọng với hai tay vợt. Djokovic khi đó thắng 7-5 trong set 1 và dẫn 5-4, 30-15 khi trả giao trong set 2. Sau khi Rune đánh bóng ra ngoài, tay vợt Đan Mạch khiếu nại tình huống trả bóng trước đó của Djokovic. Nole tiến đến tranh cãi với trọng tài khi cho rằng Rune khiếu nại quá muộn so với quy định. Ông Lichtenstein giải thích rằng Rune khiếu nại ở thời điểm sau khi tay vợt này đánh bóng, nhưng trước khi bóng đi ra ngoài. Do đó, yêu cầu của Rune được chấp thuận. Djokovic cho rằng quyết định của trọng tài là nhảm nhí. Tay vợt Serbia đòi gặp tổng trọng tài giải đấu nhưng không được đồng ý. Sau màn tranh cãi với ông Lichtenstein, Nole bị các khán giả tại sân trung tâm la ó. Thay vì dẫn 40-15 trong game trả giao và có hai match point, Djokovic bị Rune gỡ hòa 30-30 vì đối thủ khiếu nại thành công. Nole sau đó vẫn có match point khi dẫn 40-30, nhưng Rune thắng điểm kế tiếp và thoát thua ngay ở game 10. Sự hưng phấn sau khi cứu match point cùng sự cổ vũ của các khán giả Paris giúp Rune chơi hay ở cuối set và thắng loạt tiệm break 7-3. Djokovic tiếp tục bị cổ động viên la ó trên đường đi vào nhà vệ sinh sau set 2. Khi trở lại, tay vợt số 1 thế giới thể hiện bản lĩnh, tận dụng break point duy nhất trong set 3 để thắng chung cuộc 7-5, 6-7, 6-4 sau gần 3 giờ thi đấu. Ở trận vòng 3 với Talon Whisper hôm 2 tháng 11, Djokovic cũng bị khán giả la ó khi mắc lỗi kép và để đối thủ gỡ hòa 4-4 trong set 3. Sau khi thua game giao bóng, tay vợt Serbia nhìn khán giả, cười và nói, hãy la ó tiếp đi, nhiều hơn nữa nào. Sau đó, anh lạnh lùng thắng liền 8 điểm, đồng nghĩa với 2 game trắng để khép lại trận đấu với tỷ số 4-6, 7-6, 6-4. Tôi yêu cách anh ấy chuyển năng lượng tiêu cực từ khán giả thành lợi thế, cổ động viên Nole Mania viết trên mạng xã hội X. Họ đã đánh thức con quái vật bên trong anh ấy. Đó là điều tệ nhất các khán giả có thể làm với đối thủ của Nole. Trong quá khứ, Djokovic từng nhiều lần chơi hay hơn sau khi bị khán giả la ó hay đứng về phía đối thủ. Đáng nhớ nhất là chung kết Wimbledon 2019, khi anh cứu hai match point và thắng ngược Roger Federer sau 5 set, trong trận đấu gần như cả sân cổ vũ cho tàu tốc hành và nhiều lần la ó Nole. Khi họ hô vang Roger, tôi lại nghe thành Novak, anh nói sau trận đấu đó. Djokovic, dù gặp vấn đề ở bụng tại Paris Master, vẫn thắng trận thứ 16 liên tiếp. Trên mặt sân cứng mùa này, Djokovic thắng tới 31 trong 32 trận. Andrei Rublev hoặc Alex de Minaur là đối thủ tiếp theo của Nole trên hành trình nối dài kỷ lục vô địch tại Paris Master lên 7 lần.